sạc pin xe đạp điện 48V 20A chính hãng, giá tốt nhất 2022, sạc pin xe đạp điện 48V 20A, một sự lựa chọn quá hoàn hảo để có thể mang đến khả năng sạc pin nhanh chóng và an toàn cho những chiếc xe đạp điện đến từ nhiều thương hiệu khác nhau như Giant, Asama, Yamaha, Nizia. Hãy cùng xe điện Nam Vũ tìm hiểu nhé, xe đạp điện này ngày đang trở thành một trong những phương tiện đi lại cực kỳ được yêu thích, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Đặc biệt là học sinh sinh viên khi quãng đường đi học xa thì đây là sẽ một phương tiện không thể thiếu. Nhỏ gọn, dễ sử dụng, thân thiện với môi trường cũng những tốc độ di chuyển khá cao, ngày càng có nhiều người tìm mua và sử dụng. Xe hoạt động bằng điện năng, do đó khi hết điện bạn cần phải sạc đầy để tiếp tục sử dụng. Thời gian sạc cũng như độ bền bỉ phụ thuộc rất nhiều vào bộ sạc xe đạp điện. Vậy sạc xe như thế nào là đúng và an toàn? Cách sạc xe đạp điện đúng cách và an toàn cho xe cũng như cho người dùng. Thời gian sạc cho xe đạp điện với dòng 48V 20A là từ 8 đến 10 tiếng. Cắm bộ sạc vào ắc quy của xe trước, sau đó với cắm đầu còn lại vào ổ điện. Trong quá trình sạc, đèn tín hiệu phía trên cục sạc sẽ báo màu đỏ nếu sạc chưa đầy, sẽ báo màu xanh nếu sạc đã đầy và tự động ngắt điện. Chỉ sạc ắc quy khi sử dụng hết 2/3 mức năng lượng trở lên, dựa trên đồng hồ báo mức năng lượng. Chỉ sạc ắc quy khi đã nguội, không sạc ắc quy khi mới sử dụng xe xong, rút sạc khi ắc quy đã đầy. Không nên để sạc nhồi, không để ắc quy hoặc pin hết 100% năng lượng rồi mới sạc. Không cắm chung ổ cắm điện khi sạc với các thiết bị điện khác. Thông số kỹ thuật sạc xe đạp điện 48V giá rẻ. Tên sản phẩm, sạc pin xe đạp điện 48V 20A, điện áp đầu vào 100-240V 50/60Hz, điện áp đầu ra 48V 20A, kích thước 15cm, 9cm, 5cm, sử dụng tương thích cho các dòng xe đạp điện trên thị trường. Bạn cần mua sạc nguồn cho xe đạp điện, xe máy điện. Sạc xe đạp điện của bạn bị mất hoặc bị hỏng, hãy đến với Nam Vũ. Địa chỉ bán bộ sạc xe đạp điện chính hãng giá rẻ tại Hà Nội. Nếu các bạn đang quan tâm đến sạc pin xe đạp điện 48V bao nhiêu tiền và muốn nghe tư vấn cụ thể hơn, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0796-428-555 hoặc trang web bi-buy.com nhé. Đường link fanpage Facebook và thông tin liên hệ mình để ở dưới link phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và subscribe kênh channel của Xe Điện Bi-buy để chúng mình có động lực ra thêm những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!